Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đăng tin xe điện VinFast phải đẩy, nhà báo tại Đức bị đe dọa ăn kẹo đồng. Hiện nay tôi đang đứng ở đây, ở ngay trước Phủ Thủ tướng của Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là cơ quan quyền lực của nhà nước, nơi điều khiển mọi vấn đề về hành pháp của nước Đức. Và cũng tại đây, dưới sự điều hành của Thủ tướng Đức Scholz, thì cơ quan cảnh sát của Đức hiện nay vẫn đang liên tục bảo vệ tờ Thời báo .de từ năm 2018 cho đến nay, sau khi tờ Thời báo đăng bản tin về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức, và sau đó là 17 phiên tòa liên tục chúng tôi đã truyền tải ngay tại tiền sảnh của tòa nơi diễn ra vụ xét xử chấn động thế giới. Cuối cùng, ông Nguyễn Hải Long là một người bị cáo trong vụ án đó đã phải công nhận làm việc cho mật vụ Việt Nam sang Đức, cùng các cán bộ của Bộ Công an Việt Nam đột nhập vào đây để bắt cóc người ngay gần khu vực này. Và bản tin của tờ Thời báo .de vào ngày hôm qua, đó là xe điện VinFast phải đẩy chuyên gia Đức cười lăn, đã phát trên các trang truyền thông của Thời báo, được bạn đọc trong và ngoài nước rất quan tâm, nhận được hàng ngàn lần chia sẻ và gần 10.000 lời bình luận khác nhau. Bài báo dựa vào việc tờ Thời báo .de đã vào phỏng vấn chuyên gia bán xe điện của công ty Mercedes tại Berlin. Tuy nhiên, vì không muốn lên hình ảnh truyền thông quốc tế, nên những chuyên gia này chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm và phát ngôn của mình thông qua tờ Thời báo .de mà thôi. Và có lẽ sau thất bại của dòng xe xăng không còn niềm tin vào khách hàng, thì giờ đây dòng xe điện của VinFast lại đang được truyền thông của nhà nước Việt Nam tiếp tục bơm thổi để nuôi mộng chinh phục thế giới. Nó được coi như một cái quốc xe. Nhưng rất tiếc, các quan chức cấp cao của Đảng và nhà nước Việt Nam không ai chịu dùng dòng xe này cả, mà họ chỉ có thể hô hào trên truyền thông để coi như những chiếc xe đó là niềm tự hào của đất nước, mà không hề biết rằng giờ đây khi VinFast sản xuất xe điện ở nước ngoài, họ đã đăng ký công ty này tại Singapore với số cổ phần quá bán đặt ở nước ngoài. Như vậy, chiếc xe này không còn là của Việt Nam. Có chăng chỉ có một số người tại Việt Nam góp vốn vào công ty VinFast tại Singapore mà thôi. Cũng như các bạn đã biết, thời gian vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó còn là Thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất tích cực đi quảng cáo cho công ty VinFast sản xuất xe chạy xăng. Nhưng rồi với việc đình chỉ sản xuất xe động cơ đốt trong này của VinFast, thì ông Nguyễn Xuân Phúc dường như vẫn cố đấm ăn xôi để đi quảng cáo tiếp xe điện. Nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vẻ thận trọng hơn rất nhiều, cho nên đã không còn xuất hiện quảng cáo cho VinFast nữa. Phải chăng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra điều gì đó phía sau việc ông Phạm Nhật Vượng dựng lên hãng xe VinFast mà chưa chắc hẳn đã để làm kinh tế? Và rồi có thể sắp tới đây, ông Phạm Nhật Vượng sẽ phải đứng trước những cáo buộc giống như ông Trịnh Văn Quyết và rất nhiều các đại gia vừa qua tại Việt Nam đã bị bắt giữ, tịch thu tài sản cũng như sung công quỹ hàng ngàn tỷ đồng. Điều đó cũng rất dễ hiểu vì hiện nay ngân sách quốc gia gần như trống rỗng sau đại dịch Covid-19, và dưới sự tham nhũng tột cùng của các đảng viên Đảng Cộng sản thì họ rất cần phải có thêm một khoản tiền mới. Đây là lúc họ quay lại để bắt giữ các nhà tư bản đỏ vốn đã tích lũy được khá nhiều tiền trong thời gian vừa qua và để sung vào cung quỹ tiếp tục nuôi dưỡng đảng. Cũng xong bài báo với bản tin xe điện VinFast phải đẩy chuyên gia Đức cười lăn, thì dường như lực lượng dư luận viên của Việt Nam với hàng chục nghìn người đã được huy động để tìm mọi cách vớt vát cho lỗi nghiêm trọng của chiếc xe điện VinFast E34 đang chạy thì bị mất điện đột ngột, rất nguy hiểm, nên họ đã lao vào tờ Thời báo .de trên trang Facebook cũng như YouTube để bình luận đe dọa hết sức nặng nề. Và rất nhiều người đã khá cực đoan, sẵn sàng sang Đức bắn chết nhà báo Lê Trung Khoa, hoặc khi ông về Việt Nam thăm quê hương cũng sẽ gặp nguy hiểm. Và sau đây mời các bạn xem những bình luận đó. Bạn tên là Quang Long Tô thì nói rằng: tìm được thằng này ở đâu cho ăn kẹo đồng luôn. Và đây là một bình luận khá nguy hiểm, vì như vậy là vi phạm vào luật hình sự của nước Đức khi đe dọa giết người, và đặc biệt là giết những phóng viên báo chí của Đức đang hoạt động tại nước Đức. Những bình luận như vậy đương nhiên sẽ được thu thập lại để gửi đến các cơ quan điều tra và bảo vệ pháp luật tại Đức truy tìm con người này họ đang sống ở đâu.
và buộc họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi đe dọa giết người. Với những bản tin trước đây của Thời báo.de khi công ty VinFast giao bán xe Fadi từ năm 2019 và ngay cả sau này gần đây nhất đó là việc ra mắt bán xe VinFast tại Đức, thì chúng tôi luôn bình luận thẳng thắn những thông tin mà bạn đọc cũng như tờ Thời báo.de nắm được. Và dường như không thể mua chuộc được phóng viên của Thời báo.de thì có thể công ty VinFast sẽ sử dụng đến những biện pháp khác khá nguy hiểm mà không thể lường trước được hậu quả. Và với sự thất bại của nền giáo dục ở Việt Nam đã sinh ra những con người cực đoan như thế, họ sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn của xã hội. Đó sẽ là hệ lụy tai hại mà Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ thuyết viễn tưởng của mình đã và đang góp phần quan trọng tàn phá thế hệ trẻ của đất nước này. Mà nếu không có những bản tin thẳng thắn như của Thời báo.de ở trên cũng như nhiều tờ báo khác trên thế giới thì chưa biết đến khi nào họ có thể bừng tỉnh khỏi cái u mê độc hại mà Đảng và Bác đã đem về trên quê hương Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin đăng tin xe điện VinFast phải đẩy, nhà báo tại Đức bị đe dọa ăn kẹo đồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de